mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay thì em lại có một mẫu xe thương hiệu hạng sang dành cho các bác sưu tầm về máy dầu của nhà Mercedes-Benz Mercedes-Benz GL350 Formatic phiên bản Bluetech sử dụng khối động cơ V6 0 lít turbo với nhiên liệu của chiếc xe sử dụng là động cơ máy dầu xe sản xuất là cuối tháng 10 năm 2010 VIN năm của năm 2011 Tên tư nhân biển Hà Nội với ngoại thất là màu xanh đen nội thất của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống ghế da màu kem các đường nét tổng quan sơ qua về chiếc xe thì nó vẫn giữ được hiện trạng trong tình trạng là hoàn hảo nhất máy móc ổn định cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục của chiếc xe là không bị đâm va không bị ngập nước bao trách tép mọi nơi cho các bác đang có nhu cầu đây là tổng thể về những phần như hệ thống mâm nốt của chiếc xe anh chị có thể thấy nó vẫn còn đẹp như này và dọc thân xe với những cái chi tiết logo form turbo formatic hay là những cái chi tiết hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ rồi những phần tay nắm cửa mở cửa trang bị mở cửa thông minh bốn cánh cửa và với những viền mạ chrome những điểm nhấn nổi bật dọc thân xe và đuôi xe với những phần tạo hình cho xe giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn cũng nhà làm tính hơn với những đường led vuông phức và các chi tiết ở phần đuôi xe thì nó sẽ có như là ống xả thể thao hai bên cân xứng này, rồi hệ thống an toàn cảm biến cam đuôi, cốp của chiếc xe thì nó sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị nhé. Với phần đuôi xe thì có cả gạt mưa, hệ thống đèn cảnh báo trên cao. Đấy. Không gian bên trong thì các bác có thể khám phá cùng em với một cái không gian chứa đồ của chiếc xe vô cùng rộng rãi. Đây là một mẫu 7 chỗ full size nên cái không gian của chiếc xe khá là rộng rãi cho cả ba hàng ghế, những phần keo chỉ hay những phần con ốc đinh tán của chiếc xe thì các bác có thể nhìn kỹ giúp em, này, em luôn quay rõ đầy đủ những cái chi tiết này giúp anh chị và các bạn ở xa sẽ đỡ mất thời gian đi lại để mình có thể là bắt được thông tin chiếc xe nó sẽ rõ ràng hơn, đảm bảo cho anh chị và các bạn khi đến xem xe thì đúng như trong clip thôi, nó không có bị khác gì cả. Nó có trang bị gập điện và mở điện hàng ghế thứ ba giúp cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ và thuận tiện có cả hộp y tế đầy đủ hai cửa sổ trời mọi hoạt động của nó thì vẫn còn rất là trơn tru anh chị nhé với hàng ghế thứ ba của chiếc xe này thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn như là hai cái phần ly để cốc hai bên Đấy, hệ thống đèn hậu của chiếc xe nó vẫn còn trong và sáng như này anh chị này. một chiếc xe có tuổi đời rồi trải qua hơn 14 năm sử dụng chiếc xe nó vẫn còn đẹp và hoàn hảo như này với máy dầu của xe mẹp thì nó cực kỳ tiết kiệm vận hành của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng mình trải nghiệm thực tế nó sẽ dễ hơn Đấy, đây là những phần như là hệ thống cánh cửa với những phần tap ly rồi những cái chi tiết ốp gỗ mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao loa của chiếc xe này những cái đời này thì nó sẽ sử dụng hàn loa haman chất lượng âm thanh của chiếc xe cũng rất là tuyệt vời Đấy, em mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần bệ bước hay là những cái phần ghế ngồi chất lượng da của chiếc xe dòng này thì nó rất là bền anh chị ạ Đấy, anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em tổng thể về những cái phần như là hệ thống uh, ba tự đầu rồi là những cái phần hệ thống cửa sổ trời cửa gió điều hòa trung tâm và cùng với rất nhiều các tiện nghi option để cho các anh chị và các bạn có thể là mình có thể trải nghiệm thực tế bác chủ thì đã nâng cấp cho chiếc xe như hai cái màn hình gối đầu phía sau với độ phân giải cao và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống khoang lái của chiếc xe với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái tầm nhìn cũng như cái thông tin của chiếc xe nhìn trông nó thoáng đãng rộng rãi mang đến cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời phím bấm chức năng của chiếc xe thì rất là dễ dàng sử dụng và thao tác đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn trên đường. Đây là những cái chi tiết về cột kèo hay là những phần hèm cửa. Tổng thể sơ qua về cái ngồi với hệ thống ghế chỉnh điện, tem mát của chiếc xe thì rất là đầy đủ với anh chị nhé. Đấy, thông số của chiếc xe thì em cũng công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể nắm bắt được. Về lái ghế phụ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao và với chất lượng từ những phần ghế ngồi của ghế lái của chiếc xe anh chị và các bạn có thể xem qua em cũng luôn khuyên anh chị và các bạn hãy lên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà nên cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này hệ thống điều hòa tự động này màn hình giải trí hệ thống phím điều chỉnh chức năng vô lăng thì có tích hợp lẫy chuyển số thể thao cần số sau vô lăng hay là hệ thống cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua thông số rồi là mức tiêu hao nhiên liệu rồi những cái thông số về tình trạng của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể là tiện uh, theo dõi đảm bảo lái xe an toàn cùng với khối động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ turbo máy 3.0 V6 máy dầu mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời về một chiếc xe máy dầu 7 chỗ full size mà cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng à, hơn 700 triệu, chính xác là 735 triệu. Giá còn thương lượng và hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển vào xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Tem mát ở phần đầu xe hay là những phần chi tiết ốc hát của chiếc xe thì vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé. Anh các bạn có thể nhìn qua những đường led đang quay để cùng đánh giá qua. Thông tin thông số của chiếc xe thì mình cũng có thể truy cập ngay tại web hơi com để xem thông tin cụ thể anh chị ạ. tất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi với em. Hết đến hết clip, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Trong video có những cái sai sót nhỏ thì mong anh chị và các bạn có thể bỏ qua giúp em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.